Xin chào, chào mừng các cậu đang quay trở lại với Way to Work Cartoon. Nối tiếp 3 video tóm tắt trước về Ben 10, thì trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành với nhau trong chuyến hành trình mới của anh chàng Ben Tennyson trong Ben 10 Omniverse. Và không để mất thêm thời gian của các cậu, chúng ta hãy cùng bắt đầu luôn vào video hôm nay nhé. Let's go! Trở lại khoảng thời gian Ben Tennyson còn là một cậu nhóc 11 tuổi, cậu đã có một trận chiến với Malware, một người ngoài hành tinh thuộc loài Galvanic Metamorph. Trận chiến đã diễn ra vô cùng căng thẳng, tuy nhiên do thiếu đề phòng, Ben đã bị Malware tấn công vào Omnitrix. May mắn thay, Omnitrix vẫn kịp thời sạc lại và Ben biến hình thành Feedback. Sức mạnh của Feedback đã giúp Ben 11 tuổi áp đảo và đánh bại được Malware. 5 năm sau, Ben, Gwen và Kevin vẫn tiếp tục con đường anh hùng của họ. Sau một hồi rượt đuổi, cả ba đã đánh bại được Zombozo. Tuy nhiên, đó cũng là nhiệm vụ cuối cùng mà Ben hành động cùng Gwen và Kevin, bởi cô em họ của cậu quyết định tập trung vào con đường đại học, và dĩ nhiên, bạn trai của cô nàng cũng sẽ đi theo. Sau khi tạm biệt cả hai, Ben lái xe tới cửa hàng của ông Max, nơi thực chất là lối vào căn cứ bí mật của Plumber. Khi ông nội đang chuẩn bị nói cho cậu nghe về một điều gì đó, thì còi báo động bỗng dưng vang lên, và Ben đã một mình tìm tới chỗ bị tấn công. Kyber và thú cưng của hắn đã theo dõi cậu từ xa và tấn công cậu. Ben biến thành Spider Monkey để chiến đấu nhưng kết quả lại không được khả quan cho lắm. May mắn là con quái thú đột nhiên rút lui. Khi Ben trở về hình dạng thường, cậu đã bắt gặp Pagma trốn trong chiếc bồn cầu gần đó. Pagma đã tiết lộ cho Ben về một băng nhóm tội phạm đang tấn công các cửa hàng dành cho người ngoài hành tinh. Vì vậy, cậu nhanh chóng tìm tới cửa hàng của ông Berman để điều tra. Ben đã biến thành Cannonbot để trà trộn và làm quen được với một anh chàng ngoài hành tinh bí ẩn. Đúng lúc này, đám tội phạm cũng xuất hiện và Ben đã chiến đấu với chúng. Xui thay là Omnitrix bỗng hết thời gian và Ben buộc phải trở về hình dạng con người, còn đám tội phạm thì đã kích hoạt được quả bom ở cửa hàng và bỏ trốn. Lúc này, người ngoài hành tinh thần bí kia mới bắt đầu hành động và tiết lộ rằng mình là Rook, cộng sự mới của Ben và được gửi tới bởi ông Max. Dĩ nhiên là Ben không thoải mái lắm với việc có cộng sự mới, thế nhưng cậu bắt buộc phải hợp tác với Rook để ngăn cản âm mưu của đám tội phạm. Sau khi xử lý xong xu quả bom, cả hai đuổi theo chúng xuống một đường hầm và tìm thấy một thành phố dưới lòng đất. Lúc này thì Kyber cũng ra lệnh cho thú cưng của hắn đuổi theo để tấn công Ben. Ben và Rook lúc này vẫn đuổi theo nhóm tội phạm dưới thành phố bí mật. Khi cả hai bám theo Liam, Rook đã thành công bắt giữ hắn ta bằng vũ khí của mình. Tuy nhiên, một chiếc xe vận chuyển lại chạy tới khiến cả hai hụt mất tên tội phạm mới bắt được. Trong lúc Ben và Rook đi khám phá thành phố ngầm, Kyber đang lần theo dấu vết của họ. Khi Ben tách ra khỏi Rook để đi tìm đồ ăn, thú cưng của Kyber đã tìm thấy và tấn công cậu. Ben định biến hình thành Human Grasor, nhưng không may lại trở thành Water Hazard. Rook đã định giúp đỡ, nhưng Water Hazard đã từ chối để tự mình hành động. Thế nhưng trước sức mạnh của con quái vật, cậu buộc phải nhờ Rook giúp đỡ. Đang chiến đấu thì Kyber lúc này lại núp ở một góc, gọi thú cưng của mình trở về, khiến cho Ben cảm thấy khó hiểu. Rook sau đó đã dẫn Ben tới một quán bar, nơi mà anh điều tra được là chỗ quen của đám tội phạm. Họ đã tìm được một trong số chúng là Bubble Helmet, nhưng lại sơ sẩy để hắn chạy thoát. Cả hai đuổi theo hắn ta với khả năng của Terra Spin và tìm tới được nơi trú ẩn của kẻ chủ mưu Siphon. Trước số lượng kẻ địch đông đảo, Ben và Rook buộc phải hành động một cách cẩn trọng. Ben biến thành Amarillo cùng với Rook chiến đấu với đám tội phạm. Vũ khí của Siphon đã vô tình khiến cho cánh tay của Amarillo bị mất kiểm soát. Ngay lúc đó, Kyber đã nhân cơ hội để tấn công Ben. Sau khi cưỡng chế trở về được hình dạng người, Ben ngay lập tức bị tấn công bởi thú cưng của Kyber. Siphon cũng vì nó mà bỏ chạy, còn Rook thì đuổi theo hắn ta. Không còn cách nào khác, Ben lại tiếp tục biến hình thành Short Squad để chiến đấu. Sức mạnh của Short Squad đã giúp cho Ben đánh bại được con quái vật, còn Rook thì cũng may mắn bắt được Siphon. Tuy nhiên, do không chú ý, Ben đã để con quái vật trốn thoát thêm một lần nữa. Kyber đang chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo của hắn, còn Siphon và băng đảng tội phạm của hắn ta thì sau đó đã bị áp giải bởi các Plumber. Ben sau tất cả cũng đã chấp nhận Rook là cộng sự mới của mình. Trong quá khứ và một buổi tối nọ, buổi khai trương của quán Mr. Smoothie đã bị tấn công bởi một Mega. Ben 11 tuổi đã cố gắng ngăn chặn nó bằng Stingfly nhưng vô dụng. Sau đó, Mega kia đã nhân lên theo cấp số nhân và bao vây lấy Ben. Ben một lần nữa biến thành Feedback để chiến đấu với chúng và thành công hạ gục tất cả các Mega ngay kịp lúc ông Max cùng Gwen tới hỗ trợ. Còn trở về với hiện tại, Ben đến căn cứ Plumber để cùng Rook bắt đầu nhiệm vụ mới. Cả hai nói chuyện trên đường và tiến hành truy đuổi những người ngoài hành tinh mà họ cho rằng đang phạm tội. Tuy nhiên, không lần nào Ben có thể thể hiện được khả năng anh hùng của mình với Rook. Trong lúc cả hai đang chán nản, họ bắt gặp một anh chàng đáng nghi và quyết định theo dõi anh ta. Ben định biến thành Big Chill để đuổi theo, nhưng lại biến nhầm thành Hip Blast. Hip Blast và Rook cùng nhau đuổi theo gã thanh niên kia và thành công bắt giữ được hắn ta.
Khi cả hai điều tra xe của hắn, thì họ phát hiện ra động cơ của hắn được tạo nên từ một con megahead. Sau khi được giải thoát, nó đã nhân đôi và bỏ trốn theo đường dây điện của thành phố. Ben biến thành Clockwork đuổi theo, nhưng cơ thể lù đù của người ngoài hành tinh này đã khiến cho cậu mất dấu chúng. Một lúc sau, Ben và Rook tìm tới một nhà kho và phát hiện ra các megahead đang bị nhốt trong một chiếc máy khổng lồ. Khi đang theo dõi, họ đã bị tấn công bởi hai tên du côn đang canh giữ khu xưởng. Và kẻ đứng sau mọi chuyện, Fitzrick, sau đó cũng lộ diện. Nhờ thiết bị của Rook, Ben và Rook đã thoát khỏi lồng điện. Ben ngay lập tức biến thành Blocks để chiến đấu. Sau một hồi giao chiến, Ben và Rook đã thành công đánh bại được hai tên tay sai. Nhưng Fitzrick đã bỏ chạy và kích hoạt bộ giáp chiến đấu của hắn ta. Sức mạnh từ các megahead đã khiến cho bộ giáp trở nên vô cùng mạnh mẽ và áp đảo Ben cùng Rook. Để chiến đấu với Fitzrick, Ben đã biến thành Gravatac. Rook định nhân cơ hội mà Fitzrick chưa phản kháng để rút các cục pin năng lượng ra khỏi bộ giáp của hắn. Tuy nhiên, anh đã thất bại và bị tấn công. Ben thì vì chạy ra xem Rook cũng bị Fitzrick đánh trả. Tuy nhiên, Rook đã tỉnh táo lại nhanh chóng và dùng xe móc đánh văng Fitzrick. Gravatac cùng Rook đã phối hợp và sau một hồi chiến đấu, họ thành công đánh bại Fitzrick. Các Plumber sau đó đã đến để bắt giữ kẻ phạm tội, còn các megahead đã được tận dụng để làm nguồn điện cho thành phố ngầm. Và một buổi tối nọ, Kyber đã tìm đến cửa hàng ống nước của ông Max nhằm tìm cách vào được bên trong trụ sở của Plumber. Cùng lúc, Ben đang giúp Black Kick và Driba thử nghiệm vũ khí mới của họ. Kyber sau đó đã kích hoạt file dữ liệu về Helix. Quay trở lại 5 năm về trước, tại hành tinh Galvan Prim, ông Max đã tìm tới Asmus và Albedo để nhờ họ giúp đỡ Ben. Một lúc sau, Ben trong hình dạng của XLRS và Gwen cũng tìm tới chỗ của Asmus. Với sự can thiệp của Asmus, Ben đã trở về hình dạng người. Trong lúc ông Max đi nói chuyện với Asmus, thì một Galvanic Metamorph đột biến đã tấn công hành tinh. Vì ham vui, Ben đã chạy ra chiến đấu với hắn bằng Feedback. Trận chiến diễn ra với lợi thế nghiêng về phía Ben. Tuy nhiên giữa chừng, Feedback lại trở về thành Ben. Ben biến thành Forearms để tiếp tục chiến đấu. Tuy nhiên thì cậu đã vô tình quăng hắn vào căn cứ của Asmus và bị hắn đánh bại. Hắn ta, kẻ đã được Asmus gọi tên là Malware, đã trách mắng Asmus vì chưa giúp hắn nâng cấp. Mặc dù Asmus nói rằng ông cần thêm thời gian, Malware đã không thể chờ đợi thêm. Hắn đã bắt cóc Albedo và rời đi. Ben, ông Max sau đó đã để Gwen ở lại Galvan Prime và cùng Asmus đi tìm Malware ở hành tinh Galvan B. Trên đường, Asmus đã kể cho họ nghe khi ông tạo ra loài Galvanic Metamorph. Tuy nhiên, một sự cố đã xảy ra và Malware, một Galvanic Metamorph đã ra đời. Một lúc sau, phi thuyền của họ hạ cánh xuống Galvan B và chứng kiến các Metamorph bị hóa đá. Như mọi khi, Ben đã quá tự tin và tự mình tìm đến chỗ Malware. Lúc này, Malware đã thúc giục Albedo sửa Helix và chữa lại gen cho hắn. Ben trong hình dạng của Hiplus đã chiến đấu với Malware. Cùng lúc đó thì ông Max cũng vừa kịp tới để đưa Albedo đi. Tuy nhiên, Albedo đã nói rằng hắn ta buộc phải hoàn thành Helix nếu không muốn hành tinh bị phá hủy. Điều này đã dẫn tới một rắc rối năng lượng. Khi mà Malware cố gắng hấp thụ nó, hắn đã được nâng cấp lên một level hoàn toàn khác. Cannonbot của Ben đã không thể đánh bại hắn và cậu bị hắn tấn công biểu tượng Omnitrix. May thay, Ben trở lại thành người kịp lúc để bỏ trốn và biến thành Diamond Head để trở lại chiến đấu. Bằng sức mạnh của Diamond Head, Ben đã niêm phong Malware, rồi lại cùng ông nội và Albedo trở về Galvan Prime. Ba ông cháu nhà Tennyson sau đó tạm biệt Asmus để lên đường trở về trái đất. Và đó cũng là tất cả những thông tin mà Kyber xem được từ file dữ liệu Helix. Hắn ta sau đó đã đánh cắp tất cả dữ liệu dưới tên Ben rồi trốn thoát. Ở bên dưới thành phố ngầm, một trận chiến đã diễn ra giữa Shock Squad và Sander. Một người ngoài hành tinh tên Planety Hawkstar đã chen vào đám đông để mời hàng và vô tình nảy ra một ý đồ gì đó sau khi thấy Ben chiến đấu với Sander. Hắn ta nhanh chóng tiếp cận bằng một tràng các lời khen sáo rỗng. Dĩ nhiên, Ben cũng chẳng quan tâm đến món hàng của hắn ta rồi bỏ đi. Dĩ nhiên là sau đó, Hawkstar vẫn không chịu từ bỏ việc chào hàng. Hắn đã thành công khoe khoang lọ thuốc thần kỳ của mình và thu hút mọi người, trong đó có cả Ben. Ben sau đó đã đi theo Hawkstar tới nơi quầy bán hàng của hắn và bị dụ dỗ mua đồ. Sau khi mua một con búp bê sumo, Ben đã nhờ Rook tiến hành điều tra Hawkstar. Cậu cũng vô tình đụng mặt Pax và dẫn ông ta đến chỗ Hawkstar. Dưới lời nói của Pax, Ben đã biến thành Spider-Man Key để đột nhập vào quầy hàng của hắn ta. Trong lúc đi nghiên cứu, cả hai đã phát hiện ra một người ngoài hành tinh thuộc loài Skrigit đang bị trốn trong lồng kính. Cỗ máy của Hawkstar đã hút ra một lượng lớn dung dịch kỳ lạ từ nó. Xui thay, Hawkstar đã phát hiện ra và tấn công họ. May mắn là người chán đạn là Pax nên không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Cả hai sau đó đã tra hỏi Hawkstar về Squidizit. Pax và Hawkstar đã tranh nhau nó và Ben thì quyết định lấy đi. Dĩ nhiên là hai tên đó không cho cậu cơ hội mang nó đi và tất cả đã có một cuộc tranh giành nảy lửa. Ben biến thành Amphibian và tấn công họ để bỏ trốn. Tuy nhiên, gã tay sai của Hawkstar lại chẳng bị làm sao.
Sau khi xử lý xong hắn ta, Ben đã bỏ đi. Tuy nhiên, khi cậu rời khỏi thành phố ngầm, Ghost Crisis đã đột biến và trở thành một quái vật và làm loạn thành phố. Trước những rắc rối quái vật tạo ra, Ben đã biến thành Swampfire để ngăn cản nó nhưng cũng thất bại. Để đuổi theo quái vật, Ben biến thành Wyatt và cõng Pax bám theo. Hawkstar cũng cùng trợ lý của mình để tìm con quái vật. Sau một lúc, Ben và Pax đã đuổi đến nơi. Trải qua một hồi biến hình chưa đúng ý, Ben đã sử dụng Blocks để ngăn chặn sự cố đường ray do con quái vật gây ra rồi đuổi theo nó. Sau nhiều nỗ lực ngăn cản, Ben thành công giam được con quái vật. Tuy chất axit của nó đã tấn công Ben từ bên trong và cậu cũng bị Hawkstar công kích từ bên ngoài, Ben cũng đã thành công đưa được con Squeezie trở về hình dạng ban đầu. Pax nhanh chóng giật lấy nó và định bỏ trốn. Tuy nhiên, Rook và các Plumber đã tới kịp và giành lại Squeezie. Pax bị các Plumber áp giải, còn Ben thì đã thuyết phục được Hawkstar từ bỏ việc lấy lại con Squeezie. Mấy ngày sau, Kyber lại tiếp tục theo dõi Ben. Hắn ta ra lệnh cho thú cưng của mình là Zed tấn công cậu ngay tại quán Burger Shark. Ben biến thành Diamond Head để chiến đấu với Zed. Tuy nhiên, do sức mạnh khắc chế của Nemesis, như các lần trước, Ben vẫn gặp khó khăn khi đối đầu với nó. Khi Diamond Head không chế được Zed, Kyber lại gọi nó quay về, khiến cho Ben một lần nữa mất dấu. Ben trở lại với Rook cùng với một tâm trạng bực bội và nhanh chóng đánh chén túi khoai tây của mình. Cậu nghĩ rằng Dr. Animal chính là kẻ chủ mưu đứng sau con quái vật kia. Tuy nhiên, Rook nói rằng ông ta vẫn đang bị giam giữ. Một lúc sau, cả hai tới nhà giam thuộc trụ sở Plumber để điều tra và phát hiện Dr. Animal đã bỏ trốn theo đường ống nước. Ben và Rook quyết định lần theo dấu vết của hắn ta, rồi lại bị tấn công bởi một con kiến khổng lồ. Ben biến thành Echo Echo để phối hợp với Rook chiến đấu. Sau khi bao vây được con kiến, các Echo Echo đã cùng nhau tấn công và tiêu diệt nó. Ngỡ tưởng rằng đã thoát nạn, Ben và Rook lại tiếp tục bị những con kiến đột biến khác bao vây. Khi Ben định biến hình, chúng lại tự dưng bỏ đi. Trên đường bám theo chúng, Ben và Rook đã phát hiện ra một đường dây kiến đột biến đang vận chuyển hàng loạt các bộ phận máy móc. Cả hai bám theo tới hang ổ của chúng và phát hiện ra Dr. Animal cùng phát minh mới của hắn ta. Ben đã hỏi ông ta về những người ngoài hành tinh đột biến. Tuy nhiên, Dr. Animal đã nói rằng mình không phải kẻ đứng sau. Sau đó, ông ta đã kể cho Ben và Rook về kế hoạch của mình. Cùng lúc đó, Kyber cùng thú cưng đang lần theo dấu vết để tìm Ben. Khi đã xác định được vị trí của Ben, hắn đã cử Zed tiến vào bên trong hang động của Dr. Animal. Ở bên trong, để ngăn cản kế hoạch của Animal, Ben biến thành Rap và chiến đấu với 7 kiến đột biến. Khi cậu đang bị bao vây, Rook đã nhanh chóng kéo Rap khỏi 7 kiến. Sau đó, Ben lại biến thành Grasshopper để đối đầu với Dr. Animal trong bộ giáp kiến. Trước sự đông đảo của 7 kiến, Ben và Rook lại bị rơi vào thế bị động. Đột nhiên, thú cưng của Kyber đáp xuống và biến thành một con quái vật xấu xí, tấn công cả Ben lẫn Dr. Animal. Những cục hạch của nó đã vô hiệu hóa khả năng của Grasshopper, nhưng Rook đã kịp thời cứu cậu. Thay vì đối phó với Zed, Ben quyết định ngăn cản cỗ máy của Dr. Animal trước bằng cách phá hủy mũ của hắn ta và giải thoát bầy kiến khỏi sự kiểm soát. Trong lúc bầy kiến tấn công Zed, Rook đã thành công phá hủy cỗ máy của tiến sĩ Animal. Zed nhanh chóng đào thoát, còn Animal bị Ben và Rook đưa trở lại nhà giam. Dẫu vậy thì ông ta vẫn đang chờ đợi thời cơ cho những âm mưu tiếp theo. Ở bên ngoài không gian, một phi thuyền khổng lồ đã phóng tên lửa tấn công trái đất. Ben đã biến thành Grasshopper để ngăn cản những quả tên lửa, trong khi Rook thì hỗ trợ mọi người di tản. Những quả tên lửa sau khi đáp xuống đã trở thành những trụ năng lượng kết nối với phi thuyền bên ngoài không gian. Ben và Rook đã lái chiếc Protochark men theo những tia năng lượng để truy tìm nguồn gốc của những quả tên lửa. Trên đường, họ nhận được điện thoại từ ông Max tại trụ sở Plumber, nơi mà Solid Park đang làm loạn. Sau khi nghe ông nội dặn dò xong xuôi, cả Ben và Rook đã tiếp cận và đột nhập vào bên trong chiếc phi thuyền khổng lồ. Trong lúc khám xét, cả hai phát hiện ra anh em nhà Friedel cũng đang ở trên tàu. Cả hai bên bắt đầu giao chiến với nhau. Ben biến thành Grey Matter và phá hủy một đường ống dẫn khí lạnh, khiến cho cả Octagon lẫn Rhomboid đều bị đóng băng. Ben và Rook sau đó tiến hành tra khảo anh em Friedel. Rook hoàn toàn không thích họ bởi họ đã phá hủy học viện Plumber và làm gián đoạn bài kiểm tra tốt nghiệp của anh. Ngay sau đó, Ben và Rook đã phát hiện ra chiếc Protochark bị đánh cướp. May mắn thay, trí thông minh của Grey Matter đã giúp họ giữ lại được phi thuyền. Hóa ra, kẻ đã định cướp phi thuyền chính là Ajit. Hắn ta đã tiết lộ cho Ben, Rook và anh em nhà Friedel rằng mình đang sở hữu Annihilus, một thiết bị nguy hiểm tầm cỡ ngân hà. Đúng lúc đó, tàu chiến của Incursion dưới sự chỉ huy của Hoàng đế Mulius đã tấn công chiếc phi thuyền họ đang đứng. Để đảm bảo Ajit không trốn thoát, Ben đã biến thành Spider-Monkey để giữ lấy cậu ta. Tuy nhiên, sau khi Ben rời khỏi đó để ngăn cản quân đội Incursion, Ajit đã bỏ trốn. Cùng lúc này, Rook và anh em nhà Friedel cũng đang chiến đấu với một toán lính Incursion. Ở phía khác, Hoàng đế Mulius cũng đã lên phi thuyền để đi tìm Annihilus. Ben đã đụng độ với ông ta và biến thành NRG.
Sau khi cậu khiến cho đội quân của ông phải đầu hàng, thì Rook, Ajit và anh em nhà Frido cũng gặp lại họ. Ajit đã tiến lại gần khiêu khích hoàng đế, tuy nhiên nhanh chóng bị Ben tóm lại để tra hỏi. Sau khi biết được, anh em nhà Frido đã lấy Annihilash và bỏ đi. Nắm được tình hình như vậy, Ben và Rook đã nhanh chóng lên phi thuyền đuổi theo về trái đất. Cuối cùng, tất cả các phi thuyền đều hạ cánh xuống Mr. Smoothie. Trong lúc tất cả đang tranh giành Annihilash, Bromboy đã vô tình đánh rơi và kích hoạt nó. Trước sự thúc giục của Ajit, Ben để ngăn chặn thảm họa sắp xảy ra đã sử dụng đến Alien X, vừa đúng lúc không gian đã bị ăn mòn. Chứng kiến cảnh tượng đó, Ben đã thành công thuyết phục Serena và Bellicus cho phép cậu sử dụng sức mạnh của Alien X để đưa mọi thứ quay trở lại. Vào một ngày nóng khắc nghiệt tại Beowulf, các cảnh sát đang truy đuổi một cô gái tóc hồng thần bí. Khi họ bị cản lại bởi một chiếc xe tải bốc cháy, Ben đã kịp thời tới và thay họ đuổi theo cô gái kia bằng Grasshopper. Sau khi băng qua một loạt các tòa nhà cao tầng, Ben đã dồn được cô gái vào đường cùng tại một khu công trình xây dựng. Tuy nhiên, tính chủ quan đã khiến cậu không thể bắt được cô ta mà chỉ biết được gương mặt. Cô nàng chính là Easter. Ben và Rook cố gắng đuổi theo Easter tới thành phố ngầm. Họ một lần nữa dồn được cô ta vào đường cụt, nhưng Easter vẫn rất tự tin, từ chối giao lại thiết bị hạt nhân và chạy bộ xuống hệ thống ống ngầm. Trong lúc cô ta đang chiến đấu với Rook, Ben đã biến thành Idol để hỗ trợ, nhưng vô tình làm sập đường ống khiến cả ba bị rơi xuống. Khi Ben lấy lại được thiết bị hạt nhân từ Easter, một toán người ngoài hành tinh được dẫn đầu bởi Cibic xuất hiện và yêu cầu cậu trả lại thiết bị. Xui thay Ben lại trở về hình dạng người nên đã phải chịu để Easter lấy lại thiết bị. Cô ta sau đó đã đưa nó lại cho Cibic. Đám người Kraho sau đó đã bao vây Ben và Rook. Ben biến thành Gravatech để tấn công chúng, nhưng Omnitrix lại một lần nữa hết giờ. May mắn thay là Easter đã mở một ống nước và dội nước nóng xuống đội quân Kraho để ngăn cản họ tấn công Ben và Rook. Nhân lúc mọi thứ hỗn loạn, Easter đã dắt cả Ben và Rook bỏ trốn lên mặt đất. Họ đã gặp một nhóm các người ngoài hành tinh thuộc tộc Kinesalarian. Ben đã biến thành XLAS để chơi cùng với họ và sau đó biến thành Water Hazard để giúp họ giải nhiệt. Việc Ben chơi đùa cùng họ đã khiến Rook cảm thấy không thoải mái. Sau đó, Ben còn trở nên thân thiết hơn với Easter. Cùng lúc này, ở bên dưới lòng đất, các Kraho bắt đầu triển khai cỗ máy của chúng. Điều này khiến cho hàng loạt các dòng lava bắt đầu phun trào tại Beowulf. Để ngăn chặn dòng lava tiến xa hơn, Ben đã biến thành Arctiguana. Tuy nhiên, các dòng lava vẫn tiếp tục trào đến không kiểm soát được. Dưới sự thuyết phục của Ben, Easter đã tìm đến Cibic để thuyết phục ông ta dừng kế hoạch lại. Sau đó, Rook thu hút sự chú ý của đám Kraho và chiến đấu với chúng nhằm tạo cơ hội cho Ben sử dụng NRG phá hủy cỗ máy. Bằng cách nuốt thiết bị hạt nhân, NRG đã phá hủy hoàn toàn cỗ máy và dừng lại dòng chảy dung nham. Cuối cùng thì các Kraho đã quyết định từ bỏ việc chiếm hữu trái đất, Ben đưa Rook trở về mặt đất để giải nhiệt và rồi bị mấy đứa trẻ Kinesalarian hiểu nhầm là bạn trai của Easter. Quay trở lại vào thời điểm 5 năm về trước, Ben Tennyson 11 tuổi và Mawe lại tiếp tục chiến đấu với nhau. Lần này hắn ta đã thành công tấn công Omnitrix của Ben và hấp thụ nó. Ở hiện tại, Ben và Rook đang cùng nhau chơi Sumo Slammers thì bị tấn công bởi Crabdozer, một alien do Z sử dụng Nematrix biến thành. Ben biến thành Stingfly để chiến đấu, nhưng nó nhanh chóng thay đổi hình dạng để tấn công cậu. Ben tiếp tục biến thành Wymot, nhưng vẫn không thể đánh bại được Z và một lần nữa để cho nó bỏ trốn. Lúc sau, Ben và Rook lái xe tới trụ sở Plumber rồi nhìn thấy ông Max đang bận bịu chuẩn bị bữa tối. Sau khi nói chuyện với ông, Ben quyết định tìm cách dụ con quái vật lộ diện và cậu cùng Rook đi tới thành phố ngầm. Cả hai bắt đầu điều tra mọi người nơi đây, nhưng lại xảy ra tranh cãi và Rook đã lái xe bỏ đi. Lại một lần nữa quay lại hồi tưởng 5 năm về trước, Mawe sau khi hấp thụ được Omnitrix đã tìm đến Dr. Sarkobos để yêu cầu ông ta làm cho hắn một chiếc Omnitrix. Và đó chính là nguồn gốc của chiếc Nematrix đeo trên cổ thú cưng của Kyber. Hóa ra, mục đích của những cuộc tấn công nhằm vào Ben của Kyber chính là để lấy DNA của cậu về cho Sarkobos. Lúc này, Ben vẫn tiếp tục đi tìm kiếm thông tin về con quái vật dưới thành phố ngầm. Khi Ben dừng lại ở chỗ Parkmar, thú cưng của Kyber đã tìm thấy và tấn công cậu. Ben đụng độ với Kyber, nhưng Omnitrix bỗng dưng bị lỗi, buộc cậu phải bỏ chạy khỏi hắn và Z. May mắn thay một lúc sau, Omnitrix đã hoạt động trở lại và Ben biến thành Grasshopper để chiến đấu. Z một lần nữa biến thành alien, đối nghịch của Grasshopper. Nhưng Ben cũng nhanh chóng đổi thành Admogrillo, rồi Hiplas, Bogweevil để chiến đấu. Tuy nhiên, do yếu thế trước khả năng của Nematrix, Ben đã phải chạy trốn. Song cuối cùng thì cậu vẫn bị đánh bại. Kyber sau đó đã đem Ben trở về phi thuyền của hắn để chuẩn bị chặt đi cánh tay đang đeo Omnitrix của cậu. Kyber đã tiết lộ cho Ben về Mawe và việc thử nghiệm Nematrix. Trong lúc hắn ta mải mê nói chuyện, Ben đã tranh thủ tháo dây chói và biến thành Vrat để chiến đấu. Tuy nhiên, cậu vẫn phải chịu thua trong trận đấu tay đua với Kyber. May mắn là Rook đã đến kịp thời để cứu Ben. Kyber sau đó đã ra lệnh cho Z tấn công Ben và đá Rook sang một bên.
bèn lần lượt biến thành Hip Blast, Armadrillo, Stingfly, Grasshopper để chiến đấu và bỏ chạy, nhưng vẫn không hiệu quả. Trong lúc Ben đối phó với Zed thì Rook chiến đấu với Kyber và thành công hạ gục hắn ta để rồi điều khiển con tàu, tạo lợi thế cho Ben thoát khỏi Zed và biến thành Humongousaur để chiến đấu. Tưởng như Ben đã bị đánh bại, tuy nhiên cậu đã kịp trở về hình dạng thường để trốn thoát răng nanh của con quái vật rồi biến thành Grey Matter. Sau đó cậu lại biến thành Big Chill và đóng băng Kyber. Ben đưa Rook rời khỏi phi thuyền của Kyber trước khi nó phát nổ và được cứu kịp thời bởi ông Max. Còn Kyber với thú cưng của hắn may mắn trốn thoát, nhưng Malware với Psychobot đã tìm đến chỗ hắn. Vì Ben 10 Omniverse là một phần phim dài, nên video tóm tắt ngày hôm nay sẽ tạm thời dừng ở đây. Chúng ta sẽ sớm gặp lại anh chàng Ben Tennyson và người cộng sự Rook của cậu ấy trong video tóm tắt các mùa tiếp theo của Ben 10 Omniverse nhé. Và hy vọng là các cậu sẽ yêu thích video ngày hôm nay. Còn nếu như các cậu yêu thích loạt phim hoạt hình Ben 10 và muốn ôn lại tập phim của series này, thì các cậu có thể click vào các đường dẫn sau đây để xem lại những video mà chúng tôi đã từng thực hiện nhé. Còn bây giờ thì Way to Wear out.